Hỡi anh linh các anh hùng liệt sĩ, lịch sử mấy ngàn năm giữ nước, trải qua bao khói lửa binh đao. Giờ đây đất nước được thanh bình, có công lao của biết bao thế hệ. Đã quên mình anh dũng hy sinh, hồn tử sĩ dệt hùng thiêng sông núi. Nay hậu thế tri ân nghĩ tới, đốt hoa đăng phát nguyện cúng dường. Cầu Tam Bảo ở khắp mười phương, phóng hào quang từ bi gia hộ. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm oanh liệt, bến sông Thạch Hãn đã đón nhận hàng vạn chiến sĩ quân giải phóng vượt sông dưới mưa bom bão đạn vào giữ thành cổ. Tuổi trẻ hừng hực khí thế, vì sự sống còn của quê hương thì đâu biết lo lắng cho mình. Các anh các chị chỉ vì tình yêu nước cháy bỏng mà sẵn sàng lao vào lửa đạn. Nhiều người trong số họ đã anh dũng hy sinh để non sông được liền một dải, đất nước được giữ trọn hình hài. Đã nửa thế kỷ trôi qua, nhưng hình ảnh những người lính thành cổ năm xưa vẫn luôn còn mãi. Tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, thực hành lời Phật dạy về đền đáp tứ trọng ân, các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc Vàng Chùa Ba Vàng đã cầu thỉnh trên Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa cùng hơn 200 chư đại đức tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, chư tăng Chùa Ba Vàng tác lễ cầu siêu, thả hoa đăng tri ân bên bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị. Cái bổn phận của tất cả những người đệ tử Phật, dù là tăng ni hay là Phật tử, đều phải biết ơn đến những người đã ngã xuống, đã hy sinh để giữ gìn được nền độc lập, hòa bình của Tổ quốc, của dân tộc. Đấy, thì trong những cái đền đáp cái sự hy sinh của những thế hệ đi trước thì có một việc, đó là chúng ta làm lễ hồi hướng phước báu để cầu siêu độ cho tất cả anh linh của tất cả các thế hệ đã ngã xuống. Thì đó là một cái việc đền ơn đáp nghĩa, và cũng là cái việc tri ân, là cái việc mà những người con Phật luôn luôn phải khắc ghi trong cái quá trình tu tập. Vì biết ơn và đền ơn chính là tâm của người con Phật. Nếu người không biết ơn và không biết đền ơn thì người đó không xứng đáng là người con Phật. Hôm nay là tôi thấy rất là vinh dự và tự hào được tham dự lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ do câu lạc bộ Cúc Vàng cũng như Chùa Ba Vàng tổ chức. Tôi thấy cái không khí vô cùng ấm áp và trang nghiêm. Về cái khâu tổ chức thì tôi thấy vô cùng là chú đáo và tận tâm tận tụy của các anh chị phục vụ cho cái lễ cầu siêu này. Thì với bản thân cũng như cơ quan Ủy ban Mặt trận thị xã cũng được Chùa Ba Vàng cũng như câu lạc bộ Cúc Vàng hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng để giúp cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Thì tôi thấy đấy là một cái hoạt động, ngoài cái hoạt động tặng quà cũng như xây dựng các công trình an sinh xã hội trên địa bàn, thì là Chùa Ba Vàng cũng như câu lạc bộ Cúc Vàng cũng đã tặng cho nhiều đơn vị và các thân nhân các anh hùng liệt sĩ, nhưng cũng như bà mẹ Việt Nam năm anh hùng ở xã Quảng Trị rất là nhiều phần quà có ý nghĩa. Và nhân cái dịp này thì hướng đến ngày 22 tháng 12 thì đấy là một hoạt động tôi thấy vô cùng có ý nghĩa. Tôi thấy rất là trân trọng cảm ơn là Chùa Ba Vàng cũng như là câu lạc bộ Cúc Vàng, và tiếp tục mong được sự quan tâm giúp đỡ hơn nữa từ Chùa Ba Vàng cũng như câu lạc bộ Cúc Vàng trong thời gian tới. Xin thay mặt cho các hộ gia đình nghèo cũng như gia đình chính sách trân trọng cảm ơn các tấm lòng vàng của các vị. Xin trân trọng cảm ơn. Các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tổ chức lễ cầu siêu hay là luôn luôn hướng tới các anh hùng liệt sĩ để làm các cái nghi lễ cầu siêu là do là coi các anh hùng liệt sĩ như là tổ tiên của mình, là những người đã lo cho mình giống như là cha mẹ mình, tổ tiên mình lo cho mình, mong muốn mình được hạnh phúc, mong muốn mình được ấm no vậy. Cho nên không những ngày hôm nay mà trước kia câu lạc bộ Cúc Vàng đã làm việc đó, và mãi mãi về sau cũng làm việc đó. luôn luôn coi anh hùng, liệt sĩ chính là tổ tiên của mình, những người thân là quyến thuộc của mình. Thật sự thì hôm nay cũng rất là hoan hỉ về có cơ duyên để và một cái duyên phúc rất là lớn để mình được về tham dự cái buổi lễ ngày hôm nay. Và từ đầu buổi lễ đến bây giờ thì phải nói là cái cảm xúc lúc nào cũng biết là chưa biết diễn tả là cái cảm xúc như nào, thật sự là rất là xúc động. Và cũng trong cái buổi lễ ngày hôm nay, và nhờ có cái buổi lễ ngày hôm nay mà giúp cho các Phật tử, bản thân là tôi là Phật tử nói riêng và tất cả các Phật tử của câu lạc bộ nhân dân, người dân nói chung đã ghi nhớ và nhớ lại cái công ơn để luôn biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để cho chúng tôi có được một cái cuộc sống hòa bình, vui vẻ và hạnh phúc như cái thời bây giờ ạ. Hôm nay có lẽ là thầy nghĩ rằng là trời cũng không có phụ cái lòng của các Phật tử, cho nên thời tiết mặc dù ngày hôm qua và những ngày hôm trước là mưa rầm rè và mưa lớn, và hôm nay dự báo là thời tiết cũng vẫn còn mưa rất lớn đấy. Thế nhưng mà rất là lạ là đến ngày hôm nay thì trời bắt đầu hửng nắng. Chiều nay thì có lất phất một vài hạt mưa trước khi buổi lễ xảy ra, và sau đó thì trời hoàn toàn thời tiết cực kỳ là đẹp, vừa ấm áp nhưng lại cũng mát mẻ, gió không lớn và đủ để làm cho không khí nó rất là an lành. Trong nắng gió miền đất lửa, phải chăng đang sáng lấp lánh những nụ cười thành cổ? Các anh, các chị đã ngã xuống vì đất mẹ thân thương. Thời gian có thể xóa nhòa đi mọi thứ, nhưng công ơn to lớn của các anh, các chị vẫn còn mãi khắc ghi trong trang sử vàng dân tộc và trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Xin đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ. Thầy Thái Minh rất là mong muốn nhắn gửi đến tất cả nhân dân, Phật tử, đặc biệt là thế hệ trẻ của đất nước ta ngày nay, phải luôn luôn khắc ghi những cái sự hy sinh mất mát của thế hệ cha ông đi trước đã mất biết bao nhiêu xương máu để có được cái mảnh đất quê hương độc lập, tự do và hòa bình như thế này.